núi tu di thành lưới hình nước xoáy vòng tròn, hoa sen nở rộng lớn, đó đây bao bọc nhau. núi tu di thành giống như lưới la tràng, có rất nhiều biển hương thủy, có hướng vòng bên phải, vòng bên trái trở thành hình trạng vòng tròn. trong biển hương thủy có hoa sen rộng lớn vô cùng, xòe mở tươi tốt. mỗi biển hương thủy và biển hương thủy, mỗi thế giới trùng và thế giới trùng, mỗi núi tu di và núi tu di đều cùng bao bọc gần với nhau hình núi tràng lầu cát hình truyền tròn kim cang các thế giới rộng lớn như vậy không nghĩ bàn có thế giới hình núi hoặc hình tràng hoặc hình lầu cát hoặc hình truyền tròn hoặc hình kim cang những hình tướng như thế nhiều nói không thể hết được cõi phật và thế giới trùng rộng lớn đều không thể nghĩ bàn đại hải chân châu sáng lưới quang không nghĩ bàn các thế giới như vậy đều trụ trong hoa sen Trong biển hương thủy có trần trầu phóng quang như đường ngọn rực rỡ Thế giới trùng cũng phóng quang, quang với quang kết thành lưới Đó là do thần thông của chư Phật biến hiện ra Mới có cảnh giới không thể nghĩ bàn Giống như đủ thứ cõi Phật, đủ thứ thế giới trùng đã nói ở trước Đều hoàn toàn trụ ở trong hoa sen Mỗi mỗi thế giới trùng, lưới quang vẫn khả thuyết trong quang hiện các cõi khắp trong miền mười phương trong mỗi cõi phật mỗi thế giới trùng đều cùng nhau có lưới quang mình giao kết với nhau nhưng chẳng hỗn tạp mà rất ngay thẳng có nhiều không thể nói hết được trong mỗi quang mình lại hiện ra hết thầy cõi phật và thế giới trùng khắp vào trong mười phương thế giới hải tất cả các thế giới hết thảy đều trang nghiêm cõi nước đều vào trong sắp thấy vô cùng tận hết thảy tất cả cõi Phật, hết thầy tất cả đồ trang nghiêm, hết thầy tất cả cõi nước đều bị hút vào trong lưới quang minh, cảnh giới đó chẳng những ở tại một thế giới thấy được, mà khắp trong mười phương thế giới đều thấy được vô cùng vô tận. Thế giới không nghĩ bàn, cõi nước không bờ mé, đủ thứ sự nghiêm đẹp đều do thần thông Phật, cõi Phật và thế giới trùng nhiều như số hạt bụi cảnh giới đó không thể nghĩ bàn. hết thầy thế giới đều chẳng có bà mé, có đủ thứ sự trang nghiêm tốt đẹp. Đó là do sức thần thông của tất cả chư Phật mười phương ba đời. Trong tất cả thế giới, cõi nước không nghĩ bàn, hoặc thành hoặc biến hoại, hoặc đã bị hủy diệt. Trong hết thảy có Phật và thế giới trùng, nhiều như số hạt bụi, có thế giới không thể nghĩ bàn, thế giới có thành trụ hoại không bốn giai đoạn, hoặc có thế giới đang thành tựu họ có thế giới đang biến hoại, họ có thế giới đã hủy diệt, họ có thế giới thành kiếp không. Ví như lá trong rừng, có sinh cũng có dụng, như vậy trong thế giới, cõi nước có thành hoại. Cảnh giới đó cũng giống như lá cây trong rừng, mùa xuân thì sinh ra, mùa thu thì rụng xuống. Sinh ra tức là thành, ở trên cây là trụ, khi rụng xuống là hoại, rụng xuống đất là không lá cây phải trải qua bốn giai đoạn như thế mỗi thế giới cũng lại như vậy cho nên nói có sinh cũng có dụng giống như ở trước có nói thế giới ở trong các thế giới chủng có thành tất có hoại có hoại tức có thành ví như các cây rừng đủ thứ quà khác nhau như vậy các thế giới đủ thứ chúng sinh ở lại cửa ra một thí dụ nữa giống như các loại cây rừng kết đủ các loại quả khác nhau thế thể cõi phật và thế giới chủ cũng có đủ loại chúng sinh ở trong đó. Tóm lại, giống cây gì thì kết quả đó, thế giới gì thì chúng sinh đó ở. Vì như hạt giống khác, sinh quả đều khác nhau, vì nghiệp lực khác nhau, cõi chúng sinh khác nhau. Lại có một ví dụ nữa, giống như hạt giống khác nhau, cây sinh ra kết quả cũng khác nhau, vì nghiệp lực của chúng sinh khác nhau, cho nên quả báo cũng khác nhau. Do đó cõi nước của chúng sinh ở cũng khác nhau. Ví như tầm thường bóng, tùy tâm thấy các sắc, vì tâm chúng sinh tịnh nên thấy được cõi tịnh. Lại nói ví dụ nữa, ví như tầm thường bóng, tùy theo tâm nguyện của chúng sinh mà hiện ra đủ thứ nhan sắc khác nhau. Nếu tâm chúng sinh tịnh thì thấy được cõi Phật thanh tịnh, đó là tác dụng sự cảm ứng. Ví như Đại Long Vương, nổi mây khắp hư không, nguyện được Phật cũng vậy, sinh ra các cõi nước, ví như đại long vương nổi mây lên khắp hư không cũng đồng lý ấy, thủa xưa phải phát nguyện độ tất cả chúng sinh, cho nên sinh ra tất cả cõi nước để giáo hóa chúng sinh. Như huyễn sư chú thuật hay hiện đủ các việc vì nghiệp lực chúng sinh, cõi nước không nghĩ bản, giống như nhà huyễn thuật có thể hiện ra đủ thứ cảnh giới. Vì nghiệp lực của chúng sinh khác nhau, cho nên hiện ra cõi nước cũng không thể nghĩ bản ví như các tượng vẽ do họa sĩ vẽ ra, như vậy tất cả cõi do tâm họa mà thành. Giống như dùng giấy họa thành tượng là do họa sĩ làm ra, như thế giới hài hoa tặng trang nghiêm, hết thảy các cõi nước như số hạt bụi đều do tâm của chúng sinh và nghiệp lực mà thành tựu. Thân chúng sinh khác nhau, tùy tâm phân biệt ra, như vậy đủ thứ cõi đâu chẳng phải do nghiệp xét thảy chúng sinh phân thể đều khác nhau đều tùy theo trong tâm của chúng sinh phân biệt mà tạo thành giống như đủ thứ các cõi phật đủ thứ thế giới chủng sự thành trụ hoại không của tất cả thế giới đều từ nghiệp của chúng sinh mà chưa cảm ra ví như thấy đạo sư đủ thứ sắp khác nhau tùy tâm hạnh chúng sinh thế các cõi cũng thế giống như thấy bậc đạo sư phật tùy theo tâm nguyện của chúng sinh mà hiển hiện đủ thứ sắc khác nhau. Tùy thuận nghiệp cảm của chúng sinh tạo ra, sự thấy tất cả cõi nước cũng khác nhau, cùng đồng đạo lý như vậy. Tất cả các bờ cõi, răng bùa, lưới, hoa sen, đủ thứ tướng khác nhau đều trang nghiêm thanh tịnh. Bờ mẽ của tất cả cõi Phật đều răng bùa, lưới, hoa sen khắp nơi, đều có quy luật nên chẳng hỗn loạn. Hết thầy biển hương thủy và thế giới trùng Tuy hình trạng khác nhau, nhưng sự trang nghiêm đều rất thanh tịnh, chẳng tạp nhiễm. Các lưới hoa sen đó, nơi lưới cõi an trụ, đủ thứ việc trang nghiêm, đủ thứ chúng sinh ở. Các lưới hoa sen đó đều ở nơi lưới thế giới mà an trụ, hoặc là dùng châu báu mani để trang nghiêm, hoặc là dùng vàng bạc để trang nghiêm, hoặc dùng lưu ly li để trang nghiêm, hoặc dùng mã não để trang nghiêm đủ thứ sự trang nghiêm đó đều tùy nghiệp lực của chúng sinh mà thị hiện. Những cõi nước đó đều có đủ thứ chúng sinh ở. Hoặc có các cõi nước hiểm ác chẳng bằng phẳng do chúng sinh phiền não nên họ thấy như vậy. Hoặc có cõi nước mặt đất chẳng bằng phẳng đó là do phiền não của chúng sinh tạo thành. Chúng sinh phiền não nặng thì thế giới sẽ nhiều hiểm ác. Chúng sinh phiền não nhẹ thì thế giới ít hiểm ác vì phiền não cho nên sự thấy đất đai đều hiểm ác trong bằng phẳng trái đất của chúng ta đang ở là thế giới ta bà trong thế giới này lại phân ra nhiều cõi nước mấy thầy chúng sinh ở trong nước của mình cùng ở trong thế giới ta bà đây là đồng nghiệp mọi người nghiệp được giống nhau còn là sở cảm thông nghiệp nghiệp được thông đạt nước này nước kia tuy cùng ở trong trái đất nhưng phân ra chủng tộc khác nhau quốc tịch khác nhau mà hiện ra đủ thứ hoàn cảnh khác nhau có nước giàu có, nhân dân sung sướng, chẳng sợ về chiến tranh, có nước đất hẹp, vật hiếm, sinh sản chẳng đủ, nhân dân khốn khổ, thiên tai nhân họa luôn luôn xảy đến, sống trong sự lo âu sợ hãi, mạng sống không an toàn, đó cũng là sự chiêu cảm của biệt nghiệp. Nếu tạo nghiệp thanh tịnh thì sinh vào đất nước giàu mạnh, nếu tạo nghiệp ô nhiễm thì sinh vào đất nước bẩn tiện, luôn luôn đói khát, sợ sệt, vi hiếp. Tạp nhiễm và thanh tịnh vô thượng các thế giới, tùy tâm chúng sinh tạo, được Bồ Tát chi trì. Có thế giới tạp nhiễm, thế giới thanh tịnh, bất cứ là tạp nhiễm hoặc thanh tịnh, đều có vô lượng cõi Phật và vô lượng thế giới trùng, đều tùy tâm của chúng sinh tạo ra, đó là đại uy thần lực của Bồ Tát chi trì. Hoặc có các thế giới tạp nhiễm và thanh tịnh, đều do nghiệp được tạo, Bồ Tát biến hóa ra. Trong cõi nước có tạp nhiễm, có thanh tịnh, đều là do nghiệp lực của chúng sinh tạo thành, cũng là thần thông của Bồ Tát biến hóa ra, giống như chúng ta niệm trước muốn tu hành, không có nhiều dục vọng, không có nhiều tâm niệm ô nhiễm đó là thanh tịnh, xong niệm sau lại muốn chẳng tu hành, cho rằng pháp ô nhiễm không sai, người thế tục họ thích làm, tại sao mình không làm, đó là ô nhiễm. Thanh tịnh và ô nhiễm đều do tâm tạo ra, bạn tạo nghiệp thanh tịnh, thì thế giới thanh tịnh bạn tạo nghiệp ô nhiễm thì thế giới ô nhiễm có cõi phóng quang minh địa cấu báu thành tựu đủ thứ nghiêm sức đẹp chư phật chiến thanh tịnh có cõi phật luôn luôn phóng hào quang tại sao là do lìa cấu báu tầm chúng sinh thanh tịnh tự, thành tựu tức cũng là nghiệp lực của chúng sinh hiện ra cõi phật đó chẳng những phóng quang mà còn có đủ thứ sự nghiêm sức tốt đẹp đó là do tất cả chư Phật trong mười phương ba đời khiến cho thế giới luôn luôn thanh tịnh. Trong mỗi mỗi thế giới kiếp thiêu không nghĩ bàn, tuy sở hiện xấu ác, nơi đó luôn kiên cố. Trong mỗi cõi Phật và thế giới trùng bị kiếp lửa thiêu có cảnh thế giới không thể nghĩ bàn hiện ra, tuy nhiên bị kiếp lửa thiêu xấu ác, nhưng bốn thề cõi Phật và thế giới trùng vẫn bảo trì kiên cố chẳng phá hoại do nghiệp lực chúng sinh sinh ra nhiều cõi nước y trì nơi phong lân nương thủy lân mà trụ vì chúng sinh nghiệp lực quá nặng cho nên sinh ra nhiều thứ cõi nước nếu nghiệp lực của chúng sinh sạch hết thì hết thảy cõi phật cũng không những thế giới đó đều y trì nơi phong lân bị nhiếp trì trong hư không hoặc nương tựa thủy lân mà trụ các thế giới như vậy thấy đủ thứ khác nhau kỳ thật chẳng có sinh cũng chẳng có diệt hoại. Pháp của thế giới là như vậy, có đủ thứ hình trạng, hết thảy chúng sinh nhìn thấy đều khác nhau, kỳ thật buồn thể chẳng có sinh cũng chẳng có hoại diệt. Trong mỗi mỗi tâm niệm sinh ra vô lượng cõi, nhờ thần lực của Phật đều thấy tịnh chẳng dơ. Trong tâm niệm của mỗi chúng sinh hiện ra vô lượng vô biên cõi Phật, vì chúng sinh nhiều tâm niệm nên các cõi Phật hiện ra cũng nhiều. Vì đại oai thần được của Phật Nên thế giới chúng sinh thấy đều thanh tịnh chẳng có dơ bẩn Có cõi làm bùn đất Thể tánh rất cứng chắc Đen tối chẳng quang chiếu Chỗ ở kẻ ác nghiệp Có cõi Phật dùng bùn đất làm thành Giống như thế giới ta bà làm bằng bùn, đất, vàng, đá Dòng thể tánh rất chắc Lại có cõi nước đen tối chẳng có ánh sáng Mặt trời mặt trăng chiếu soi Như là địa ngục đó là thế giới của chúng sinh tạo nghiệp ác ở có cõi làm kim cang tạp nhiễm sự lo sợ khổ nhiều mà vui ít nơi kẻ bạc phước ở có thế giới làm bằng kim cang song nửa thanh tịnh nửa nhiễm ô vì tạp nhiễm không thuần cho nên có sự lo sợ thế giới đó khổ nhiều vui ít là thế giới của người bạc phước ở chúng ta sinh ra vào thời sao phật là chúng sinh bạc phước Lúc Phật tại thế thì nước uống còn bổ dưỡng hơn là sữa bò bây giờ Hiện tại uống sữa bò chẳng bằng nước uống và thời Phật còn ở đời Tại sao? Vì phước của chúng ta cạn mỏng Cho nên thế giới càng ngày càng nhiều tai nạn Có cõi làm bằng sắt hoặc làm bằng đồng đỏ Đá núi hiểm đáng sợ, đẩy dẫy kẻ tội ác Có thế giới làm bằng sắt Đó là nhân tố bộ phận lớn làm thành Hoặc dùng đồng đỏ làm thành Nếu... Hoàn toàn làm bằng sắt hoặc bằng đồng thì chúng sinh không cách chi sinh tồn được. hoặc có thế giới dùng đá làm núi rất nguy hiểm. Chúng sinh thấy thế sẽ sinh tâm sợ hãi. Trong thế giới đó, khắp nơi đều đầy rẫy chúng sinh tạo nghiệp ác, tạo tội nghiệp, đều là chúng sinh tội ác sâu nặng. Trong cõi có địa ngục, chúng sinh khổ chẳng cứu, thường ở trong đen tối, bị biển lửa đốt thân có cõi nước bên trong có địa ngục chúng sinh thọ khổ rất thê thảm mà chẳng có Phật Bồ Tát đến cứu họ tại sao vì nghiệp lực chiêu cảm họ thường ở trong địa ngục đen tối người có trí tuệ thì ở trong thế giới quang minh kẻ ngu si thì ở trong thế giới đen tối thường bị lửa giữ đốt thân chẳng có trí huệ thường sinh phiền não phiền não như biển lửa tự mình thiêu đốt mình mà chẳng được an vui hoặc lại có xúc sinh đủ thứ hình xấu xí do nghiệp ác họ tạo thường thọ các khổ não hoặc có thế giới đầy rẫy lại xúc sinh tham mà chẳng biết chán tức là xúc sinh có đủ thứ hình tướng xấu xí đó là do họ tạo các nghiệp ác cho nên thường thọ đủ thứ khổ não Chúng ta trong thế giới này tham tiền tài, tham sắc đẹp, tham danh lợi, tham ăn uống, tham ngủ nhiều. Năm thứ tham muốn này chẳng bút giả đặng, cho nên hiện ra đủ thứ phiền não. Đó là trong tâm có xúc sinh, phiền não là thứ hình xấu xí, khiến cho người luôn luôn bị thiêu đốt trong phiền não. Hoặc thấy cõi diêm la, đói khát đốt bức bách, đến trên núi lửa lớn, thọ các khổ nặng nề hoặc thấy cõi diêm la quỷ vương chúa thẩm phán tội ác thì biến thành ngạ quỷ vừa đói vừa khát như bị lửa thiêu đốt thống khổ như dầu sôi đó là do nghiệp ác bức bách thọ tội hoặc đến trên núi lửa lớn bị thiêu đốt thân thọ đủ thứ khổ sở nặng nề những thứ khổ đó đều chẳng cách gì hình dung được khổ sở khó tả được hoặc có các cõi nước bảy báu hợp làm thành đủ thứ các cung điện đều do tịnh nghiệp được. Hoặc có các cõi Phật dùng vàng bạc lưu ly, pha lê sa cử, xích châu mã não, bảy báu và lại làm thành. Thế giới cực lạc dùng bảy báu làm thành, lại có đủ thứ cùng điện trang nghiêm thanh tịnh, đều do tu nghiệp thanh tịnh mà đắc được. Ông nên quán thế gian, người và trời trong đó, tu tịnh nghiệp thành tựu, tùy thời hưởng sung sướng. Bồ Tát Phổ Hiền lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật. Các ông mọi người nên quan sát tất cả nhân quả báo ứng trong thế gian. Tại thế giới này có trời người Atula súc sinh ngạ quỷ địa ngục. Nếu tu nghiệp thanh tịnh thì quả báo đắc được sẽ thanh tịnh. Mới tạo thành thế giới thanh tịnh, tùy thời tùy lúc hưởng thụ sự sung sướng khoái lạc thanh tịnh. Trong mỗi mỗi lỗ lông, cứ cõi không nghĩ bàn, đủ thứ tướng trang nghiêm chưa từng có chặt hẹp. Trong mỗi lỗ chân lông trên thân của Phật đều có ước cõi nước chư Phật. Đó là trong nhỏ hiện lớn, là cảnh giới không thể nghĩ bàn. Hết thảy đủ thứ tướng trang nghiêm, đều ở trong một lỗ chân lông, chưa từng có hiện tượng chặt hẹp. Chúng sinh nghiệp khác nhau, vô lượng lại thế giới, sống chấp trước trong đó, chịu khổ vui khác nhau. Mỗi chúng sinh có nghiệp báu khác nhau, cho nên có vô lượng vô biển lại thế giới. Hết thảy chúng sinh trên thế giới đều tham lam, giữ lấy chấp trước để sinh tồn, cho nên chịu sự khổ vui đều khác nhau. Tóm lại, chồng nhân lành thì được quả lành, chồng nhân ác thì được quả ác. Có cõi làm các báu, thường phóng vô lượng quang, kim càng hoa sen đẹp, trang nghiêm sạch, chẳng dơ. Có cõi nước, dùng các báu làm thành, cho nên thường phóng vô lượng quang minh. Ở trong cõi nước đó, có kim càng hoa sen đẹp, trang nghiêm thành tịnh, chẳng có bụi bặm có cõi quang làm thẻ y chỉ quang luân trụ mây sắc vàng trên đàn rực rỡ chiếu sáng khắp có cõi nước dùng quang minh làm thẻ tánh y chỉ quang luân mà trụ có mây sắc vàng hương nhiêu đầu trên đàn rực rỡ chiếu sáng khắp tất cả thế giới có cõi vàng nguyệt luân khắp nơi có y thơm trong một đóa hoa sen bồ tát đều đầy rẫy có cõi nước dùng nguyệt luân làm thành khắp nơi đều có y thơm Thứ y đó, mùa nóng mùa lạnh, đều luôn tỏa ra mùi hương, thơm khắp mọi nơi. Trong một đóa hoa sen lớn, đều có các Bồ Tát ngồi tại đạo tràng truyền đại pháp luân giáo hóa chúng sinh, có cõi làm các báu, sắc tướng tràng dơ bẩn, ví như lưới đế thích, quang minh luôn chiếu soi, có cõi nước, làm bằng các báu, nhàn sắc rất tươi thắm, hình tướng thành tịnh, chẳng có bụi bặm giống như lưới la tràng của thích đẻ hoạt nhân thường chiếu khắp mọi nơi. Có cõi hương làm thẻ hoặc là hoa kim cang có hình mani quang quan sát rất thành tịnh. Có cõi nước dùng hương để làm thẻ hoặc là dùng hoa kim cang làm thẻ tánh có hình ảnh quang mani chân châu hiện ra quan sát tỉ mỉ tí thấy rất thành tịnh. Hoặc có cõi thanh tịnh có đủ thứ cây hoa cảnh đẹp khắp đạo tràng, mây mani che phủ. Hoặc có cõi thành tịnh, có đủ thứ hoa, đủ thứ cây, cành hoa và cảnh cây rất trang nghiêm tốt đẹp, che khắp đạo tràng. Phía trên có mây mani che phủ rất mỹ lệ. Có cõi tịnh quang chiếu, hoa kiềm càng làm thành, có hóa âm của Phật, hoa sen biệt thành lưới. Có cõi nước quang minh thành tịnh chiếu soi, dùng hoa sen kim cang làm thành, âm thanh của phản hóa ra làm thẻ tánh, lại có vô số hoa sen trang nghiêm đạo tràng, hàng lối làm thành đứng. Rất ngay thẳng đẹp đẽ, có cõi hình Bồ Tát, mũ báu mani đẹp, hoặc có cõi hình tòa từ quang minh hóa hiện, có cõi nước hình giống như mũ báu mani của Bồ Tát đội trên đầu, hoặc có cõi hình tướng như tòa sư tử. Đó đều là từ trong quang minh của Phật hóa hiện ra hoặc là bồ trên đàn, hoặc là quang giữa mày, hoặc tiếng trong Phật quang mà thành tựu cõi Phật, hoặc có cõi dùng bồ trên đàn mà thành tựu, hoặc là bạch hào quang giữa chân mày của Phật mà thành tựu, hoặc tiếng nói phát ra trong quang minh của Phật mà thành tựu, vì nguyên nhân đó mới thành tựu các cõi Phật vi diệu như thế. Thế có cõi thanh tịnh, dùng một quang trang nghiêm, hoặc nhiều quang trang nghiêm, đủ thứ đều kỳ diệu có chúng sinh thấy cõi nước thanh tịnh dùng một thứ quang minh trang nghiêm hoặc nhiều thứ quang minh trang nghiêm đủ thứ sự trang nghiêm đều kỳ diệu không thể nghĩ bàn hoặc dùng các vật quý mười cõi làm nghiêm sức hoặc dùng tất cả vật ngàn cõi làm nghiêm sức hoặc dùng vật quý trong mười cõi nước để nghiêm sức một cõi nước hoặc dùng vật quý trong ngàn cõi nước dùng tất cả rượu báu để trang nghiêm tất cả cõi phật hoặc dùng vật ước cõi trang nghiêm một cõi nước, đủ thứ tướng khác nhau đều hiện như hình bóng. Hoặc dùng vật quý trong ước cõi nước để trang nghiêm một cõi nước, đủ thứ tướng vật quý đều khác nhau, thảy đều hiện ra như hình bóng ở trong gương. Vật bất khả thuyết cõi trang nghiêm một cõi nước, hoặc như núi tu di, thế giới không nghĩ bàn. Hoặc có nhiều thế giới hình trạng như biển cả, hoặc như núi tu di, hoặc nhiều thế giới như số hạt bụi đều không thể nghĩ bàn. Có cõi khéo an trụ, hình như lưới đế thích, hoặc hình như rừng cây chư Phật đầy trong đó. Có thế giới khéo an trụ, hình trạng giống như lưới la tràng ở trước điện của trời đế thích, hoặc hình tướng giống như rừng cây, tất cả chư Phật Bồ Tát đều đầy giấy ở trong đó, hoặc hình bằng luân báu, hoặc hình như hoa sen, đám cạnh đủ nghiêm sức đủ thứ đều thanh tịnh hoặc có thế giới hình lân báu hoặc hình trạng như hoa sen hoặc là hình tám cạnh mà đầy đủ tất cả nghiêm sức sự trang nghiêm đó hoàn toàn thanh tịnh chẳng có dơ bẩn hoặc có cõi hình tòa hoặc là hình ba cạnh hoặc như khư lạc ca thành quách thân phạm vương có thế giới hình giống như tòa sư tử hoặc có cõi hình tam giác hoặc hình như khư lạc ca hoặc là hình thành quách hoặc hình như thân phạm vương như búi tóc thiên chủ hoặc hình như bán nguyện hoặc như núi mani hoặc như hình nhật luân có thế giới hình giống như búi tóc của thiên chủ hoặc hình giống như nửa mặt trăng hoặc giống như núi mani hoặc giống như hình nhật luân hoặc có hình thế giới ví như biển hương thủy hoặc hình quang minh luân chỗ phật xưa nghiêm tịnh hoặc có hình thế giới hoặc có biển nước xoáy hình biển hương thủy hoặc có hình quang minh luân đều đạt nguyện lực thủa xưa và trang nghiêm thanh tịnh hoặc có hình bánh xe hoặc có hình lồi lõm hoặc như tướng bạch hào nhục kế mất rộng dài hoặc có hình bánh xe hoặc có hình lồi hoặc có hình lõm hoặc có hình tướng hào quang trắng ở giữa mày của phật hoặc có hình nhục kế trên đỉnh của phật hoặc có hình mắt dài rộng của phật hoặc hình bàn tay phật hoặc như chảy kim cang, hoặc hình như núi lửa, Bồ Tát đều đầy dẫy. Có thế giới hoặc là hình bàn tay Phật, hoặc là hình chảy kim cang trong tay của Bồ Tát Vi Đà, hoặc là hình như núi lửa, hết thầy Bồ Tát đều đầy rẫy, và trong thế giới đó. Hoặc hình như sư tử, hoặc hình như sò biển, vô lượng các sắc tướng, thể tánh đều khác nhau. Có thế giới hình như sư tử, hoặc hình như sò biển, có vô lượng sắc tướng, và vô lượng thể tánh đều khác nhau. Ở trong một thế giới, hình cõi vô cùng tận đều do nguyện lực Phật, hộ niệm được an trụ. Trong mỗi cõi Phật và thế giới chủng, hình cõi vô cùng vô tận, đủ thứ hình tướng đó đều do nguyện lực của chư Phật thành tựu. Nguyện lực của Phật là hộ niệm tất cả chúng sinh, khiến cho được an trụ trong thế giới đó. Có cõi trụ một kiếp, hoặc là trụ mười kiếp, cho đến số hạt bụi trăm ngàn ức cõi nước. Con người có sinh già bệnh chết, thế giới thì có thành trụ hoại không? Đều là vô thường. Có thế giới tuổi thọ là một đại kiếp, có thế giới tuổi thọ là người đại kiếp cho đến trăm ngàn vạn ức đại kiếp, thậm chí có những thế giới tuổi thọ nhiều đại kiếp như số hạt bụi cõi Phật. Hoặc ở trong một kiếp, thấy cõi có thành hoại, hoặc vô lượng vô số cho đến không nghĩ bàn. Có thế giới ở trong một đại kiếp có thành trụ hoại không? Hoặc trong vô lượng vô biên đại kiếp vẫn an nhiên tồn tại cho đến trải qua bất tư nghỉ đại kiếp vẫn còn tồn tại? Hoặc có cõi có Phật, hoặc có cõi không Phật, hoặc chỉ có một Phật, hoặc có vô lượng Phật? Có thế giới có Phật đã giáo hóa chúng sinh hoặc chẳng có Phật, chúng sinh căn lành sâu dày thì cảm hóa có Phật ra đời, chúng sinh căn lành cạn mỏng thì chẳng có Phật ra đời. Trong một thế giới có một vị Phật ra đời, hoặc có vô lượng vị Phật ra đời. Nếu cõi nước không Phật, trong thế giới phương khác, có Phật biến hóa đến, vì hiện các Phật sự. Thế giới đó nếu chẳng có Phật, thì có Phật ở thế giới phương khác, biến hóa đến thế giới đó để giáo hóa chúng sinh, vì chúng sinh hiện ra đủ thứ Phật sự, khiến cho chúng sinh giác ngộ, phát bổ đề tâm đâu xuất hàng nhân gian, trụ thai và sinh ra, hàng ma thành tránh giác, truyền pháp luân vô thượng. Chỉ Đức Phật muốn ra đời, thì trước hết ở tại cung trời đâu xuất, hậu bổ Phật vị. Khi nhân duyên thành thục, thì từ cung trời hàng sinh xuống nhân gian, trụ ở trong thai, đến lúc thì mới sinh ra bên hông phải của Hoàng hậu Maya. Sinh ra rồi, thì xuất ra tu đạo, tu hành sắp thành đạo, thì ma vương đến nhiễu lạ nhưng phật dùng định lực để hàng phục ma vương mà thành chánh giác chuyển pháp luân vô thượng giáo hóa chúng sinh đó là tám tướng thành đạo tùy tâm chúng sinh thích thị hiện đủ thứ tướng vì truyền diệu pháp luân ứng với cần tánh họ khi phật truyền pháp luân thì tùy tâm của chúng sinh ưa thích mà nói pháp phật hay hiện ra đủ thứ tướng khác nhau để vì chúng sinh nói diệu pháp đối trị căn tánh của chúng sinh, khiến cho chúng sinh đắc được pháp ích. Trong mỗi mỗi cõi Phật, một Phật hiện ra đời, trải qua ước ngàn tuổi, sẽ nói pháp vô thượng. Trong mỗi cõi Phật, có một vị Phật xuất hiện ra đời, trải qua ước ngàn tuổi, luôn luôn dễ nói diệu pháp vô thượng, khiến cho chúng sinh liều khổ được vui, liễu sinh phát tử mà đến bờ kia. Chúng sinh chẳng pháp khí, không thấy được trừ Phật. Nếu người tâm muốn thấy, tất cả nơi đều thấy. hết thầy chúng sinh, nếu chẳng phải là pháp khí, thì chẳng thấy được chư Phật. Nếu là pháp khí, thì thường thấy được Phật, hoặc là thấy Phật ở trong mộng. Nếu có chúng sinh trong tâm muốn thấy Phật, thì mỗi nơi đều có thể thấy được. Tại sao bạn chẳng thấy được Phật? Vì bạn chẳng có tâm thành. Nếu có tâm thành, thì nhất định sẽ thấy được Phật. Pháp khí tức là lòng tượng của Phật môn tức cũng là khí trào pháp chúng ta người xuất gia phải đặc biệt chú ý về điểm này các bạn xem tổ sư bồ tát chư phật trong quá khứ đều là bậc giác ngộ đi trên con đường đầy gian nan nếu chẳng muốn tu hành thì việc gì cũng chẳng có bạn muốn tu hành nhận chân tu hành thì ma sẽ đến hoặc là ma tiền tài ma sắc đẹp hoặc là đủ thứ ma bất như ý đều đến những bạn tâm thanh tịnh tu đạo của bạn Lúc đó, thật là một cửa ải khó qua, nhẫn cũng chẳng dễ gì nhẫn được. Vừa muốn ngồi thiền thì dục niệm sinh ra, thậm chí muốn thiêu thân cũng chẳng biết thế nào là tốt. Người nam thì khỏi vọng tưởng người nữ, người nữ thì khỏi vọng tưởng người nam chẳng dễ gì khống chế được. Lúc đó muốn tù nhẫn nại, tinh tấn, thiền định trí hoạ, đủ thứ pháp môn để hàng phục tâm, muốn công phá cửa ải đó. Tình hình như vậy giống như ở chiến trường, thân mặc áo giáp, tay cầm đao thương, xông pha hãm trận. Nếu bạn võ thuật không giỏi, động tác chậm chạp, thì không bị giết cũng bị bắt sống, hướng địch đầu hàng. Người tu đạo nhất định phải xem cái chết như trở về, công phá thành trì hoàn thành sứ mạng, thắng lợi cuối cùng, như thế mới qua ải được. Chúng ta tu đạo cũng như thế, phải phấn chấn tinh thần dũng mãnh tiến về trước mới có thể chiến thắng bằng không thì bạn sẽ bị ma vương đánh bại không thể qua ai được bất cứ người xuất gia hoặc người tại gia tu hành thì phải chiến thắng đối phương làm thế nào mới có thể chiến thắng tức là luôn luôn nhẫn nại luôn luôn biểu nhịn cũng có nghĩa là nhẫn những gì người khác không nhẫn được chịu đựng những gì người khác không chịu đựng được tu những gì người khác không tu được làm những gì người khác làm không được người tu đạo tất cả tất cả đều phải có sự biểu hiện hơn người phải khác với mọi người có sự biểu hiện đặc thù như thế mới qua được ải trong mỗi mỗi cõi nước đều có phật ra đời phật trong tất cả cõi ức số không nghĩ bàn trong mỗi cõi nước đều có phật xuất hiện ra đời phật ở trong hết thảy tất cả cõi có nhiều số ức không thể nghĩ bàn đang ở đó giáo hóa chúng sinh khiến cho chúng sinh giác hộ phát tâm bồ đề mỗi mỗi vật trong đó hiện vô lượng thần biến đều khắp nơi pháp giới điều phục biển chúng sinh mỗi vị phật trong mỗi cõi nước đều hiện ra vô lượng vô biên thần thông biến hóa khắp trong pháp giới để điều phục những chúng sinh can cường biển chúng sinh đó khó điều khó phục đều điều phục được có cõi chẳng quang minh đen tối nhiều sợ hãi khổ xúc như đào kiếm người thấy tự đau xót có thế giới chẳng quang minh, chỉ toàn là đen tối. Đó là nghiệp lực của chúng sinh chiêu cảm mà ra, cho nên luôn luôn sống trong sự sợ hãi. Hoàn cảnh khổ như thế, giống như là sự thống khổ, đao kiếm, cắt thân. Phạm là người thấy được hoàn cảnh ác liệt đó, đều cảm thấy đau xót như chúng độc. Họ có quang chư thiên, họ có quang cung điện, họ quang minh nhật nguyệt lưới cõi khó nghĩ bàn. Có thế giới, có ánh sáng của chư thiên, phóng ra chiếu sáng hoặc có quang minh cùng điện của chư Phật Bồ Tát phóng ra chiếu sáng hoặc có ánh sáng của mặt trời mặt trăng phóng ra để chiếu sáng thế giới của chúng ta ở là ánh sáng của mặt trời mặt trăng phóng ra lưới cõi nếu nghiên cứu thì có cảnh giới không thể nghĩ bàn có cõi tự quang minh hoặc cây phóng tịnh quang chưa từng có khổ não do phước đức chúng sinh có thế giới bổn thân phóng đại quang minh vì thế giới đó có quang luân nhiếp trì, họ có tất cả cây rừng phóng ra quang minh thanh tịnh để chiếu sáng thế giới đó. Thế giới đó chẳng có tất cả khổ não. Tại sao? Vì chúng sinh có phước báo cho nên chẳng có khổ não. Hoặc có quang minh núi, hoặc có quang mani, hoặc dùng ánh đèn chiếu do nghiệp lực chúng sinh có thế giới có núi cao phóng quang minh hoặc mani phóng quang minh hoặc đèn phóng quang minh chiếu soi thế giới đó đó đều là do nghiệp lực của chúng sinh chiêu cảm ra nếu chúng sinh tạo nghiệp ác thì thế giới đó sẽ hiện ra hiểm ác nếu chúng sinh tạo nghiệp lành thì thế giới đó sẽ hiện ra tốt đẹp cho nên nói tùy chúng sinh tạo nghiệp gì thì thọ quả báo đó hoặc có Phật quang minh, Bồ Tát đầy trong đó, hoặc có quang hoa sen, màu rực rỡ, nghiêm đẹp. Có thế giới có quang minh của Phật chiếu soi, Bồ Tát cũng đẩy rẫy vào trong thế giới đó. Hoặc có quang minh của hoa sen chiếu soi, phóng ra màu sắc rực rỡ, rất trang nghiêm, tốt đẹp. Có cõi quang hòa chiếu, hoặc quang hương thủy chiếu, hương bột, hương đốt chiếu, đều do sức tịnh nguyện có thế giới có đủ thứ quang mình của hoa chiếu sáng và có hương thủy phóng quang để chiếu soi hoặc hương bột phóng quang để chiếu soi hoặc hương đốt phóng quang chiếu soi đó đều là do nguyện được thanh tịnh mà thành tựu có cõi quang mây chiếu quang mani sỏ chiếu quang thần lực phật chiếu diễn nói tiếng dễ nghe có thế giới có quang mây chiếu hoặc có quang mani sỏ chiếu sáng hoặc có quang thần lực của Phật chiếu soi trong Phật quang phổ chiếu lại có thể diễn nói diệu pháp vô thượng dễ nghe hoặc dùng quang báu chiếu hoặc kim càng rực chiếu tịnh âm chấn động ra đến đâu chẳng có khổ có thế giới có quang minh báu chiếu soi hoặc có quang minh kim càng rực rỡ chiếu soi hoặc có tiếng quang minh thanh tịnh chiếu soi âm thanh thanh tịnh đó chấn động các thế giới khác đến nơi nào thì nơi đó tiêu diệt tất cả sự thống khổ. Họ có quang mà nì, họ có quang nghiêm cụ, hoặc quang minh đạo tràng, chiếu sáng trong chúng hội. Có thế giới có quang minh mà nhì phóng ra, Hoặc có quang minh phóng ra từ các thứ đủ trang nghiêm, Hoặc có quang minh từ đạo tràng phóng ra, chiếu soi tất cả chúng hội các thế giới khác. Phật phóng đại quang minh, phá Phật đầy trong đó, quang đó khắp chiếu soi hết thầy toàn pháp giới trong thế giới có phật phóng ra đại quang minh biến hóa phật đầy dẫy trong thế giới đó quang minh đó chiếu soi khắp tất cả thế giới pháp giới đều khắp cùng có cõi rất đáng sợ kêu la tiếng thống khổ tiếng đó rất rùng rợn người nghe sinh chán sợ có thế giới rất là đáng sợ đầy dẫy tiếng kêu la thống khổ khiến cho người nghe đều sinh cảm giác rùng rợn vì tiếng đó rất bi ai cho nên khiến cho người nghe sinh tâm hoan hỷ, làm cho họ nguyện ý, y giáo phụng hành. Tại sao lại có âm thanh vừa ý êm tai vang ra vì nghiệp lực của chúng sinh cảm ứng mà ra? Hoặc có trong cõi nước, luôn nghe tiếng đế thích, hoặc nghe tiếng phạm âm, tất cả tiếng thế chủ. Có cõi nước luôn luôn nghe điều diệu âm nói pháp của thích đẻ hoàn nhân hoặc luôn luôn nghe được diệu âm của đại phạm thiên vương nói pháp hoặc luôn luôn nghe được diệu âm của tất cả các ông vua nói pháp hoặc có các cõi nước trong mây vàng diệu âm biển báu cây mani bị âm nhạc đầy khắp có các cõi nước ở trong mây hiện ra âm thanh vi diệu hoặc có biển báu và cây báu mani luôn luôn vang ra âm nhạc vi diệu đầy khắp cùng pháp giới trong viên quang trừ phật hóa thanh vô cùng tận và diệu âm bồ tát nghe khắp mười phương cõi. Mười phương thế giới đều có quang minh viền mãn của chư Phật, trong viền quang lại dễ nói đủ thứ tiếng biến hóa đều vô cùng vô tận. Phật thì như vậy, Bồ Tát cũng như vậy, diệu âm thuyết pháp của các ngài phát đến khắp mười phương cõi nước. Cõi không thể nghĩ bàn, khắp truyền tiếng Pháp Luân, tiếng vang ra biển nguyện, tiếng vì diệu tù hành. Có các cõi nước, nhiều không thể nghĩ bàn, khắp vang ra âm thanh truyền pháp luân vi diệu lại vang ra âm thanh diễn nói biển nguyện của chư phật và âm thanh phát nguyện tu hành vi diệu ba đời tất cả phật sinh ra các thế giới danh hiệu đều đầy đủ âm thanh chẳng cùng tận nguyện lực của tất cả chư phật mười phương ba đời sinh ra tất cả thế giới danh hiệu của phật đều đầy đủ âm thanh diễn nói diệu pháp của phật đầy khắp pháp giới vô cùng vô tận hoặc trong cõi có, có nghe tiếng tất cả phật lực địa độ và vô lượng đều nói pháp như vậy. Hoặc trong tất cả cõi Phật, có thể nghe âm thanh của tất cả Phật trong người phương, hoặc nghe tứ diệu đế, sáu độ, mười địa, bốn tâm vô lượng, đủ thứ pháp môn, những pháp như thế đều diễn nói. Thệ nguyện lực phổ hiền, ước cõi diễn diệu âm, âm đó như lùi chấn, trụ kiếp cũng vô tận. Đó là sức thệ nguyện của Bồ Tát phát thệ. Ngài luôn luôn ở trong ước cõi, diễn nói diệu pháp âm. Âm thanh đó giống như tiếng xét chấn khắp tất cả mọi nơi. Ngài diễn nói diệu âm vô cùng tận, kiếp trụ cũng vô cùng tận. Phật trong cõi thanh tịnh, thị hiện tiếng tự tại trong mười phương pháp giới. Tất cả đâu chẳng nghe. Đức Phật ở trong cõi nước thanh tịnh, luôn luôn thị hiện pháp âm tự tại. Chúng sinh trong mười phương pháp giới, thầy đều nghe được tiếng của Phật nói Pháp.